In my opinion, this is the Ferragamo Uomo to own. It's better than the original Uomo, better than Casual Life. Just a super solid fragrance. Amazing, amazing steal. Don't sleep on these, especially this one. This stuff is awesome. If you love coffee, if you love leather, if you love tonka bean, this is going to be a knockout. Đây là những review đánh giá của các YouTuber nước ngoài về Chanel mà ngày hôm nay anh em mình sẽ nói chuyện. Một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo và nó có tên là Uomo Signature. Mình không có chai full, chỉ có chia thôi. Mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cảm nhận của mình về mùi hương của Chanel này, những cái điểm mình cảm thấy tốt và chưa được tốt của sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo, và cái kết luận cuối cùng của mình là chúng ta có nên sở hữu mùi hương này hay không. Đấy là những cái nội dung của video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe đó. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok, lên đường. Chúng ta hãy cùng ngó qua ngoại hình của em nó. Rất là một phiên bản flanker của dòng Salvatore Ferragamo Uomo, cho nên ở bản Uomo Signature này thì không có quá nhiều sự thay đổi, ngoại trừ cái màu sắc của chai lọ thì từ đầu cho tới cuối là một cái màu đen khá là huyền bí, có một cái gì đấy hơi bí ẩn đó. Còn lại không có một cái gì thay đổi cả. Còn về mùi hương của chai nước hoa này thì ở hương đầu gồm quả bưởi, quả quýt hồng, hồng tiêu. Hương giữa của nó là gồm cây bách, bạch đậu khấu, quế. Và hương cuối là đậu tôn ca, cà phê, cây quắc hương và gia thuộc. Có thể thấy rằng Uomo Signature sử dụng rất rất nhiều những thành phần nguyên liệu cay nồng, thì có tiêu, quế, vân vân. Ngọt thì có đậu tôn ca, cộng thêm cái dữ dội của gia thuộc, và ngoài ra còn có kèm cả cà phê nữa. Đối với cái mũi của mình, khi mình xịt chai nước hoa này khoảng 15 phút đầu, mình cứ nghĩ rằng nó sẽ theo một cái thiên hướng fresh spicy, cay nồng nhẹ nhàng, bởi vì có cái vị tiêu, có cái vị quế, một chút cay nồng, ngửi thì vẫn cảm giác thấy nó một cái gì đấy nó thư thái đó. Thế nhưng đấy chỉ là 15 phút đầu mà thôi, sau đó cái hương vị gia thuộc nó trỗi dậy từ từ, thì lúc đấy mùi hương nó dày hơn, nó đậm hơn. Và sau khoảng hơn nửa tiếng thì lúc đấy thêm một cái vị ngọt đậm đà. Mình nghĩ rằng là có thể đậu tôn ca cộng thêm cái vị của cà phê. Thật ra ở chai nước hoa này, để mà nói rằng thuần một mùi cà phê thì không hẳn. Cà phê chỉ là một cái nốt mix cùng, lẫn cùng với gia thuộc. Đó, đấy là hai cái nốt cơ bản nhất của chai nước hoa này. Chứ ở Uomo Signature, nó không phải là một chai thuần về mùi cà phê. Quay trở lại, sau khoảng 30 phút, cái dry down của nó là một cái mùi hương đậm, dày và ngọt. Dày và đậm ở đây thì đó là của gia thuộc mix cùng với ngọt của đậu tôn ca và một chút cà phê. Và từ đấy nó bám từ đầu cho tới cuối, tạo nên một cái mùi hương nam tính, thu hút, thậm chí là có thể có một chút sexy của cái Uomo Signature. Đó, thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nói về những cái điểm tốt của sản phẩm nhà Salvatore Ferragamo. Điểm tốt đầu tiên, trong một cái phân khúc giá phổ thông, trong một phân khúc giá phổ thông chúng ta cứ cho là khoảng tầm từ 7 triệu 8 đổ về đi, thì đâu là chai nước hoa mùa đông ngon và xứng đáng với giá tiền? Uomo Signature, mình mạnh dạn xếp nó vào trong cái top list những cái chai có mức giá phổ thông. Bởi vì tất nhiên chúng ta sẽ có rất rất nhiều những cái lựa chọn mùi hương dùng trong mùa đông của các hãng, không thiếu. Thế nhưng chai nước hoa nào xứng đáng với cái giá tiền chúng ta sẽ bỏ ra? Chai nước hoa nào có cái mùi hương rất rất là thú vị? Chai nước hoa nào mà nó sẽ đảm bảo được các dịp, các nơi mà chúng ta sẽ sử dụng trong mùa đông? Thì Uomo Signature nó sẽ hoàn toàn đáp ứng được những cái tiêu chuẩn đấy. Do vậy, đi đầu tiên mình thấy rất là tốt ở chai hoa này, đó là trong cái phân khúc giá phổ thông, Uomo Signature xứng đáng nằm trong cái list đó. Điều thứ hai, mặc dù là ở trong mức phân khúc có thể gọi là bình dân, thế nhưng sản phẩm của Salvatore Ferragamo này lại đụng hàng rất là ít đó. Các anh em có thể là hơi ngạc nhiên, bởi vì phải nói thế này này, kể cả khi chúng ta đã bỏ ra một cái số tiền rất là lớn, thậm chí là 4-5 triệu hoặc 6-7 triệu, thì cái việc mà chúng ta đụng hàng với một cái chai nước hoa nào có cái
giá tiền ít hơn rất là nhiều là chuyện hết sức là bình thường. Thậm chí bây giờ là cái tỷ lệ đấy càng ngày càng thu ngắn lại, càng bị gần, càng ngày càng ví dụ như kiểu xích lại gần nhau kiểu như thế. Thì một chai nước hoa mà chúng ta về ví tiền bỏ ra không phải là quá là nhiều, nhưng đổi lại chúng ta có một cái mùi hương mùa đông ít bị đụng hàng. Mình không nói là 100%, cái đấy thì bởi vì mình đã ngửi được hết nước hoa đâu mà mình biết được, nhưng ít nhất là trong những cái dòng sản phẩm hiện nay đang có mặt trên thị trường thì mình cho rằng Womo Signature có một cái tỷ lệ phần trăm ít bị đụng hàng, rất rất là ít. Thực tế thì mình cũng rất là hiếm gặp chai nước hoa nào có cái tông mùi như thế này. Do vậy, điểm tốt thứ hai ở chai hoa này đó là cái độ đụng hàng rất là thấp, ít nhất là theo quan điểm của mình. Điểm thứ ba ở chai nước hoa này đó là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể tin tưởng để blind buy chai nước hoa này, không cần phải thẩm mùi, bởi vì đây là một mùi hương rất là tốt sử dụng trong mùa đông đó. Và mình cho rằng kể cả khi mà chúng ta sở hữu chai nước hoa này, sẽ từ chúng ta cảm thấy là ok, gọi là chấp nhận được, cho đến rất là thích. Còn ghét thì mình không nghĩ rằng là mọi người sẽ ghét chai nước hoa này, bởi vì nó ngọt vừa đủ, nó dày vừa đủ, nó không quá là hung bạo, nó không quá là dữ dội, để cho mọi người khi mà mới xịt xong mọi người sẽ cảm thấy là nó kiểu như đập vào mũi mình thì không có. Bởi vì như mình đã nói, cảm nhận của mình về mùi hương chai nước hoa này khi trong khoảng 15 phút đầu, đó là một cái tông mùi spicy, một mùi cay nồng nhẹ nhàng. Sau đó những cái tiết tấu đậm mạnh nó sẽ nổi lên trỗi dậy từ từ, chứ không phải giống như Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne hoặc là những cái sản phẩm của nhà nước hoa khác. Có một số sản phẩm có thu xu hướng ví dụ phát vào mặt đó, nó sẽ gây cho mọi người cảm giác kiểu như thế, thì ở chai nước hoa này là không có. Do vậy mình nghĩ rằng xứng đáng lại bài, thì đấy là ba điểm tốt mình thấy ở chai nước hoa này: xứng đáng trong phân khúc phổ thông, không đụng hàng và an toàn khi lại bài, ít nhất là có thể tầm từ 80% đó, thì đấy là ba điểm tốt ở chai nước hoa này. Còn điểm mình cảm thấy chưa tốt ở chai nước hoa này đó là do thành phần nguyên liệu sử dụng khá nhiều những cái nốt nguyên liệu cay nồng, có gia thuộc, có ngọt đậu tonka, có và kèm thêm cà phê, thì cái yếu tố thời tiết nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc cảm nhận mùi hương. Mà ở đây mình nghĩ rằng nếu như trời càng lạnh thì mùi hương sẽ càng cảm thấy phê hơn là mức độ thời tiết nó chỉ hơi mát mát như mùa thu. Mình nghĩ rằng đấy cũng sẽ là một yếu tố ảnh hưởng đến việc cảm nhận mùi. Còn tất nhiên lạnh vừa nó sẽ vẫn ngon, nhưng ý mình ở đây là nếu như để cho nó phát huy được 100% công lực thì mình cho rằng thời tiết cũng đóng một cái vai trò khá là quan trọng đó. Thì đấy là cái điểm mình cảm thấy chưa được tốt ở chai nước hoa này đó. Tổng kết lại, có nên mua sản phẩm này hay không? Câu trả lời của mình: rất rất đáng mua đó. Tại sao? Thì mình nghĩ rằng các anh em hãy cứ thử và để xem là mình có nói phét hay không. Còn đối với quan điểm của mình cho rằng trong một cái phân khúc giá phổ thông, chúng ta sở hữu được cái mùi hương không đụng hàng, ít đụng hàng và mùi hương rất ok trong mùa đông, thì hãy thử sở hữu Salvatore Ferragamo Uomo Signature. Thì vừa xong là những cái đánh giá của mình về mùi hương Uomo Signature. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.